Rồi hello. Rồi Vương Ô Tô xin chào anh em nha. Rồi xin chào mừng anh em đến với kênh YouTube của mình nha. Kênh YouTube của Vương Ô Tô là một kênh bán xe mô tô đã qua sử dụng nha anh em. Những xe xài rồi, những xe xài lướt mình sẽ nhập về và phục vụ anh em nha. Cũng như chương trình các chương trình trước, hôm nay mình muốn giới thiệu cho anh em một chiếc xe Honda Rebel 125 được nhập Nhật Bản nha anh em. JC26, JC24 nha. Xe 125 nhập hải quan Nhật Bản nha. Đây là em đó, em mình muốn giới thiệu cho anh em nha. Đây, đến với chi tiết em nói nha anh em. Con này là JC24 và JC26 của nhà Honda Rebel 125 nhập hải quan từ Nhật Bản nha anh em. Sản xuất năm 1997. Đời 97 nha, tháng 11 năm 97 nha anh em. Còn xe còn khá là đẹp nha anh em, xe này chưa có dọn gì qua nha. Rồi mình đến chi tiết cho em nói đi ha. Đây, cầm niền trước đây. Phuộc trước, đĩa còn rất là dày nha. Phuộc còn rất là mới. Xe này là xe zin nha anh em, xe chưa dọn nha. Đây. Tem phuộc còn đầy đủ nha anh em. Đó, tem phuộc hai bên còn đầy đủ hết nha. Hai bên tem phuộc còn đầy đủ hết cho anh em nha. Đây, cầm niền theo xe hết nha anh em ơi. Ha, cầm niền theo xe hết nha. Xe này là xe zin, xe chưa có dọn qua nha anh em. Đây, nắp nồi, nắp chao nó còn nguyên xe nha. Chưa dọn gì qua hết nha anh em. Đây. Nắp nồi, nắp Amaya còn nguyên xe, chưa đánh bóng, chưa chà cước, chưa gì hết. Bình xăng con đây. Nước sơn zin còn đầy đủ hết nha. Tem bông lúa. Này sản xuất năm 1997 nha anh em, đăng ký năm 97 luôn nha. Tháng 11 năm 97. Bô zin còn nguyên xi nha. Đó, anh em xài những cái dòng xe Nhật Bản mà cái những cái đời này thì anh em phải chơi những chất xe zin nha anh em. 97 năm nay 20 mấy năm rồi. Những cái dòng xe này đang hot nha anh em. Bây giờ đang chuộng lại những cái dòng xe này, chạy rất là lợi xăng. Vấn đề nhiên liệu xăng cộ bây giờ nó hơi đắt, nhưng giờ người ta chuộng lại những cái dòng xe 125 này rất nhiều nè. Chạy rất là lợi xăng, bốn mấy năm chục cây số một lít xăng nha anh em. Đi một bình xăng Nhật Bản chạy rất là lợi xăng luôn. Anh em khỏi phần nào vấn đề xe xăng cộ nha. Cầm trước, cầm sau, niền trước, niền sau theo xe hết nha anh em. Đây. Theo xe hết nha. Theo xe từ đó tới giờ luôn á. Bộ zin theo xe đầy đủ hết nè. Phuộc còn rất là mới tinh luôn. Xe này biển số ở Sài Gòn nha anh em. Mua bán ra công chứng rút hồ sơ sang tên toàn quốc hết nha. Những dòng xe bên mình bán là những dòng xe chính ngạch hết. Những dòng xe sang tên toàn quốc được hết nha anh em. Chứ những dòng xe sàn, xe tháp, xe lên đời thì bên mình sẽ không nhập nha. Bộ trước, bộ sau còn zin theo xe hết nha anh em. Xe này là chất zin của xe còn nguyên xi, chưa dọn gì qua hết, chưa đánh bóng, chưa chà cước, chưa gì hết nha. Có sao để vậy thôi, đúng chất xe zin nha anh em. Bình xăng lớn còn tem zin luôn. Còn rất là đẹp nè. Nắp xăng còn đầy đủ hết, che nước, che mưa còn đầy đủ hết nha. Đồng hồ km còn hoạt động bình thường hết nha anh em. Tất cả đèn đuốc xi nhan đều ok hết, hoạt động bình thường hết. Để lát mình sẽ test cái máy lên luôn cho anh em nha. Nhìn tổng thể em nó còn rất là đẹp, rất là ngầu nha anh em. Những dòng xe này anh em chơi xe rất là chuộng nè. Cái thứ nhất lợi xăng, cái thứ hai nó nhẹ nè. Sát xe rất là nhẹ, ngầu cái thế rất là thoải mái. Dòng Rebel thì xưa tới giờ rất là nổi tiếng rồi. Mình sẽ không giới thiệu thêm nữa. Nhà Honda làm những dòng xe thì anh em biết chất lượng của nó lợi xăng lắm. Một bình xăng Nhật Bản chạy rất là lợi nha. Thế ngồi rất là nhẹ nè. Đi đường xa rất là tốt luôn.
Rồi anh em là thích thì điện thoại chốt giá nha. Vương Mô Tô bán chiếc xe này là 75 triệu nha anh em. Anh em là thích thì điện thoại chốt giá cho mình nha. Anh em nữa xa thì có thể kết bạn Zalo, mình sẽ gửi hình chi tiết qua cho. Anh em nữa xa thì hình thức mua bán thì chuyển khoản, mình sẽ chuyển xe đến tận nhà cho anh em nha. Hồ sơ mình sẽ rút giao đến tận nhà cho anh em, sang tên toàn quốc hết, tỉnh nào cũng được nha anh em. Rồi để mình nổ cái máy lên luôn cho anh em, test cái máy sơ sơ cho anh em nghe ha. Để mình lấy chìa khóa mình test cái máy lên cho anh em nghe. Dòng xe này thì cái bô rất là hay nên cái máy nổ rất là êm luôn á. Máy nổ thì thầm mùi sân luôn, còn cái tiếng bô thì khá là hay. Dòng Rebel này thì được khảo sát rồi, bô Rebel nổ hay nhất trong dòng hai máy nha anh em. Rất là hay luôn, nổ dòng bô rất là hay luôn. Thấm lắm. Rồi tất cả điện đèn kèn xi nhanh rồi đầy đủ hết nha anh em. Mua về chỉ có việc sử dụng thôi. Đèn trước đây nha, cốt pha vòng đầy đủ hết nha anh em. Đó, xi nhanh xi nhiếc đầy đủ hết, kèn đèn đầy đủ hết nha. Nhìn trái phải rồi đầy đủ hết nha. Nói chung là tất cả chức năng hoạt động bình thường hết. Rồi anh em mua về có việc rửa xăng chạy thôi nha. Đó, nhìn trái phải rồi đầy đủ hết nha anh em. Máy móc thì bao tê luôn nha. Rồi mình xin phép tắt máy nha anh em. Rồi anh em nào thích thì điện thoại chốt giá cho mình nha, 75 triệu nha anh em. Bao rút hồ sơ cho anh em toàn quốc nha. Rồi Vương Mô Tô xin cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video sau nha. Rồi anh em nào đăng ký rồi thì cho mình xin một like và một chia sẻ nha anh em. Rồi Vương Mô Tô xin cảm ơn rất nhiều. Hẹn anh em đến với video sau nha. Bye bye.